Xin chào tất cả những pioneer. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video mới nhất của mình trong buổi sáng ngày hôm nay, ngày 22 tháng 7 năm 2024. Thì video này mình có cái thông tin đến từ tin tức bi của Twitter. Thì thông tin này nói về một cái cửa hàng tạp hóa của Malaysia chấp nhận thanh toán bằng bi. Chúng ta có thể xem video để chứng minh rằng đây là hình ảnh rất là chính xác, đúng về cửa hàng này. Và trong video chúng ta thấy là bằng tiếng Malaysia và cô ấy đang giới thiệu về cửa hàng tạp hóa này. Thì video này mục đích của nó sẽ là phân tích chúng ta cái hình ảnh này, hình ảnh về một cái cửa hàng tạp hóa ở Malaysia, phân tích chi tiết để cho các bạn thấy rằng là cửa hàng này đã thanh toán bằng bi như thế nào và họ đã có cái cách kinh doanh cơ tiến như thế nào trong xã hội hiện đại này. Và chúng ta đi vào cái video này. Video này nội dung của nó là phân tích chi tiết cửa hàng tạp hóa Malaysia chấp nhận thanh toán bằng Binance. Ở trong hình ảnh được cung cấp, chúng ta thấy là khung cảnh phía trước một quán cà phê truyền thống của Malaysia, hay còn gọi là Combidium, có tên là Kedah Kobe Maka Medan. Biểu hiện của quán được hiển thị nổi bật ở phía trên cùng của hình ảnh, viết bằng cả tiếng Malay và tiếng Trung Quốc. Đây, đây là tiếng Malay và tiếng Trung Quốc. Thuật ngữ Kedah Kobe có nghĩa là quán cà phê và Makanan có nghĩa là đồ ăn, cho biết cơ sở này phục vụ cả đồ uống và bữa ăn. Yếu tố nổi bật trong hình ảnh là biểu ngữ treo trên bên dưới biểu hiện nội dung thanh toán bằng bi. Nội dung quan trọng này. Binance Quốc là một dự án tiền điện tử nhằm mục đích cho phép mọi người khai thác và sử dụng tiền bi từ điện thoại di động của họ. Biểu ngữ cho biết cửa hàng này chấp nhận bi làm hình thức thanh toán, thể hiện sự kết hợp giữa kinh doanh truyền thống với tiến bộ công nghệ hiện đại. Biểu ngữ cũng cung cấp tỷ lệ chuyển đổi gợi ý bằng một bi bằng 314.159 đô la. Một thậm chí vui nhộn đến hàng số toán học bi sắp xỉ là 3.14159. Tỷ giá được đề cập 0.00506 HAB dường như là một phần nhỏ của đơn vị tiền tệ được sử dụng trong mạng bi. Việc đưa tiền điện tử vào làm tùy chọn thanh toán là điều đáng chú ý. Nó nhấn mạnh rằng ngay cả các doanh nghiệp nhỏ truyền thống cũng đang áp dụng các công nghệ mới để duy trì sự phù hợp và phục vụ khách cơ sở khách hàng đa dạng. Đồng thời này có thể thu hút những khách hàng am hiểu công nghệ và những người đam mê tiền điện tử, có thể làm tăng lượng khách hàng của cửa hàng. Bên cạnh biểu ngữ tiền điện tử, một biểu ngữ khó quảng cáo và hoạt động cửa hàng được viết bằng cả tiếng Trung và tiếng Mã Lai, có ký tự tiếng Trung, cho biết cửa hàng mở cửa từ sáng đến 10 giờ rưỡi tối, và có vẻ như cửa hàng đang quảng cáo một bữa ăn hoặc ưu đãi cụ thể có sẵn vào những thời điểm nhất định. Việc sử dụng màu sắc và hình ảnh tươi sáng trên biểu ngữ này tương phản với thiết kế nhẹ nhàng hơn của biểu ngữ tiền điện tử nhằm thu hút sự chú ý của người qua đường. Bên dưới banner chúng ta có thấy một phần ngoại thất của quán với những chiếc bàn ghế nhựa màu đỏ. Đây, màu đỏ, ngoại thất của nó. Được bày biện sản cho khách hàng, đây là cảnh tượng thường thấy ở nhiều nước Đông Nam Á, nơi phổ biến chỗ ngồi ngoài trời do khí hậu ấm áp. Cửa hàng dường như đang nhộn nhịp với hoạt động. Có thể nhìn thấy một vài người ở phía sau, trong đó có một người đàn ông đang đứng trên thang, có thể đang điều chỉnh các biểu ngữ hoặc thực hiện một số công việc bổ trì. Điều này làm tăng thêm cảm giác về cuộc sống hàng ngày và sự bình thường trong khung cảnh. Sự hiện diện cả tiếng Trung và tiếng Malay trên các bảng hiệu là biểu ngữ phản ánh xã hội đa văn hóa của Malaysia. Người Malaysia gốc Hoa chiếm một bộ phận đáng kể trong dân số và các doanh nghiệp thường phục vụ nhiều nhóm dân tộc khác nhau bằng cách cung cấp thông tin nhiều bằng nhiều ngôn ngữ. Tính toàn diện này đảm bảo rằng doanh nghiệp có thể tiếp cận được với nhiều đối tượng hơn. Sự kết hợp giữa các yếu tố truyền thống và hiện đại trong hình ảnh đã vẽ nên bức tranh về một xã hội tôn trọng di sản văn hóa của mình, đồng thời tiếp thu các công nghệ mới. Việc sử dụng cửa hàng sẵn sàng chấp nhận bi làm phương tiện thanh toán là minh chứng cho sự kết hợp
Này, nó tượng trưng cho sự cái nối giữa cái cũ và cái mới, sự chung sống hài hòa giữa có tập quán truyền thống và những đổi mới hiện đại. Tóm lại, hình ảnh Keda Kobe's Macadam Meeting giới thiệu một quán cà phê truyền thống của Malaysia đang thích ứng với thời đại kỹ thuật số bằng cách chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử. Sự điều chỉnh này là một động thái chiến lược nhằm thu hút cơ sở khách hàng rộng lớn và đa dạng hơn, bao gồm cả những người quan tâm và sử dụng tiền kỹ thuật số biểu hiện song ngữ làm nổi bật môi trường đa văn hóa của Malaysia và khung cảnh sống động phía trước của cửa hàng, phản ánh tính chất năng động và sâu đậm của cuộc sống hàng ngày ở Malaysia. Sự hợp giữa thực tiễn kinh doanh truyền thống với công nghệ hiện đại trong hình ảnh gói gọn bản chất của xã hội Malaysia đương đại. Một bài phân tích rất là hay của ChatGPT. Bây giờ chúng ta sẽ nghe phiên bản tiếng Anh. Please. Detailed analysis of grocery stores in Malaysia that accept payments using Pi Network in the image provided, we see a scene in front of a traditional Malaysian coffee shop or kopitiam named Kedai Kopi and Makanan Ming Tien. The shop's signboard is prominently displayed at the top of the image, written in both Malay and Chinese characters. The term Kedai Kopi translates to coffee shop, and Makanan means food, indicating that this establishment serves both beverages and meals. The most striking element in the image is the banner hanging below the signboard, which reads Pay with Pi. Pi Network is a cryptocurrency project that aims to allow people to mine and use Pi coins from their mobile phones. The banner indicates that this shop accepts Pi as a form of payment, showcasing a blend of traditional business with modern technological advancements. The banner also provides a conversion rate, suggesting that 1 Pi equals 314,159 United States dollars, a playful reference to the mathematical constant Pi, Pi, approximately equal to 3.14159. The rate mentioned, 0.000002 Pi, seems to be a fraction of the currency unit used within the Pi network. The inclusion of cryptocurrency as a payment option is notable. It highlights how even small, traditional businesses are adopting new technologies to stay relevant and cater to a diverse customer base. This move could attract tech-savvy customers and cryptocurrency enthusiasts, possibly increasing the shop's customer base. Next to the cryptocurrency banner, another banner advertises the shop's hours of operation, written in both Chinese and Malay. The Chinese characters indicate that the shop is open from morning until 10:30 p.m., and it seems to be promoting a specific meal or offer available at certain times. The use of bright colors and imagery on this banner contrasts with the more subdued design of the cryptocurrency banner, aiming to grab the attention of passersby. Below the banners, we can see part of the shop's exterior, with red plastic chairs and tables set up for customers. This is a common sight in many Southeast Asian countries, where open-air seating is popular due to the warm climate. The shop appears to be bustling with activity, with a few people visible in the background, including a man on a ladder, possibly adjusting the banners or doing some maintenance work. This adds a sense of everyday life and normalcy to the scene. The presence of both Chinese and Malay languages on the signage and banners reflects Malaysia's multicultural society. Chinese Malaysians form a significant part of the population, and businesses often cater to various ethnic groups by providing information in multiple languages. This inclusivity ensures that the business is accessible to a wider audience. The combination of traditional and modern elements in the image paints a picture of a society that respects its cultural heritage while embracing new technologies. The shop's willingness to accept Pi Network as a payment method is a testament to this blend. It symbolizes the bridging of old and new, a harmonious coexistence of traditional practices and modern innovations. In conclusion,
The image of Kedai Kopi and Makanan Ming Tian showcases a traditional Malaysian coffee shop that is adapted to the digital age by accepting cryptocurrency payments. This adaptation is a strategic move to appeal to a wider and more diverse customer base, including those who are interested in and use digital currencies. The bilingual signage highlights Malaysia's multicultural environment, and the lively scene in front of the shop reflects the dynamic and vibrant nature of everyday life in Malaysia. The juxtaposition of traditional business practices with modern technology in this image encapsulates the essence of contemporary Malaysian society. Thank you, Google. Tiếp theo chúng ta lắng nghe phiên bản tiếng Hàn. Please, Google. P 네트워크를 사용하여 결제를 허용하는 말레이시아 식료품점에 대한 자세한 분석 제공된 이미지에서 우리는 케다이 코피 앰퍼센드 마카난 밍티엔 이라는 이름의 말레이시아 전통 커피숍인 코피시엠 앞에 한 장면을 볼 수 있습니다. 이미지 상단에는 말레이어와 중국어로 쓰여진 가게 간판이 눈에 띄게 표시되어 있습니다. 케다이 코피라는 용어는 커피숍을 의미하고 마카난은 음식을 의미하여 이 식당이 음료와 식사를 모두 제공한다는 것을 나타냅니다. 이미지에서 가장 눈에 띄는 요소는 간판 아래에 Pay with P라고 적힌 배너입니다. P네트워크는 사람들이 휴대폰에서 비트코인을 채굴하고 사용할 수 있도록 하는 것을 목표로 하는 암호화폐 프로젝트입니다. 배너는 이 상점이 피를 결제 수단으로 받아들인다는 것을 나타내며 전통적인 비즈니스와 현대 기술 발전의 조화를 보여줍니다. 또한 배너는 전환율을 제공하여 1피가 314,159 USD와 같다는 것을 암시합니다. 이는 대략 3.14159에 해당하는 수학상수 P에 대한 재미있는 참조입니다. 언급된 환율 0.00000이는 P네트워크 내에서 사용되는 통화 단위의 일부인 것으로 보입니다. 암호화폐를 결제 옵션으로 포함시킨 점이 주목할 만하다. 이는 소규모의 전통적인 기업이라도 관련성을 유지하고 다양한 고객 기반을 충족하기 위해 어떻게 새로운 기술을 채택하고 있는지를 강조합니다. 이러한 움직임은 기술의 정통한 고객과 암호화폐 애호가를 유치하여 상점의 고객 기반을 늘릴 수 있습니다. 암호화폐 배너 옆에는 중국어와 말레이어로 매장 영업 시간을 알리는 또 다른 배너가 있습니다. 한자로는 가게가 아침부터 밤 10시 30분까지 영업한다는 것을 나타내며 특정 시간에 이용할 수 있는 특정 식사나 제한을 홍보하는 것 같습니다. 이 배너의 밝은 색상과 이미지를 사용하는 것은 행인의 관심을 끌기 위해 암호화폐 배너의 보다 차분한 디자인과 대조됩니다. 배너 아래에는 고객을 위한 빨간색 플라스틱 의자와 테이블이 설치된 매장 외관의 일부가 보입니다. 이는 따뜻한 기후로 인해 야외 좌석이 인기가 많은 동남아시아 국가에서 흔히 볼 수 있는 광경입니다. 가게는 활기가 넘치는 것으로 보입니다. 배경에는 사다리를 타고 있는 남자를 포함해 배너를 조정하거나 유지 관리 작업을 하고 있는 사람도 몇 명 보였습니다. 이는 현장의 일상생활과 평범함을 더해줍니다. 간판과 배너에 중국어와 말레이어가 모두 포함되어 있는 것은 말레이시아의 다문화 사회를 반영합니다. 중국계 말레이시아인은 인구의 상당 부분을 차지하며 기업은 종종 여러 언어로 정보를 제공하여 다양한 인종그룹의 서비스를 제공합니다. 이러한 포괄성은 더 많은 청중이 비즈니스에 접근할 수 있도록 보장합니다. 이미지에 담긴 전통적 요소와 현대적 요소의 결합은 문화유산을 존중하는 동시에 새로운 기술을 수용하는 사회의 모습을 보여줍니다.
P네트워크를 결제 방법으로 받아들이려는 상점의 의지는 이러한 혼합에 대한 증거입니다. 이는 오래된 것과 새로운 것의 연결, 전통적인 관행과 현대적인 혁신의 조화로운 공존을 상징합니다. 결론적으로 케다이 코피 앰퍼센드 마카난 링티엔 이미지는 암호화폐 결제를 허용하여 디지털 시대에 적응한 말레이시아 전통 커피숍을 보여줍니다. 이러한 적응은 디지털 통화에 관심이 있고 이를 사용하는 사람들을 포함하여 더 넓고 다양한 고객 기반에 어필하기 위한 전략적 움직임입니다. 이 중 언어 간판은 말레이시아의 다문화 환경을 강조하며 매장 앞에 활기찬 풍경은 말레이시아 일상생활의 역동적이고 활기찬 성격을 반영합니다. 이 이미지에서 전통적인 비즈니스 관행과 현대 기술의 병치는 현대 말레이시아 사회의 본질을 요약합니다. Thank you, Hugo. Quý vị giao thể thanh xin gửi lời cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm đến kênh Bên Nước Quốc Niệm Update. Mời mọi người hãy like video, đăng ký kênh, đặc biệt là những dòng comment trong video này, sau video này, để giúp cho kênh được lan tỏa hơn đến cộng đồng Bên Nước Quốc. Please like video and subscribe my YouTube Bên Nước Quốc Niệm Update. Thank you very much. Have a good night. Goodbye, see you again. Bye.